Chào anh chị cô chú. Hôm nay Hai Lớn lại phải nói về gói an toàn Toyota. Sau hơn 2 năm sử dụng xe Toyota Rush thì có nhiều khách hàng khen vì những cú tự động phanh một cách kịp thời. Nhưng ngược lại cũng có những khách hàng chạy hoài không thấy nó phanh và nghĩ là mình bị lừa, mua xe 1.8V nhưng mà họ giao 1.8G. Có khách hàng nói vậy, cố tình đem ra thử luôn rồi, kiếm bạn bè tới thử luôn rồi nhưng nó vẫn không hoạt động, nó không tự phanh. Một số khách hàng thì tin rằng xe mình có nhưng cảm thấy lo lắng, không biết là nó có sẵn sàng hoạt động hay không. Muốn kiểm tra thì xem ở đâu, muốn kiểm tra thì nhìn như thế nào biết cái tính năng này nó đã sẵn sàng bật on lên cho mình thực hư thế nào. Các bạn xem clip này đi, các bạn sẽ hiểu tại sao người ta lo lắng, tại sao người ta nghĩ là mình bị lừa khi mà mua xe 1.8V mà giao thì 1.8G. Làm sao mà có thể giao lộn xe được các bạn? Nếu mà có chăng là xe mình có nhưng mà cái điều kiện làm việc của nó chưa thỏa mãn cái tốc độ xe hay là khoảng cách xe hay là cái mức độ nguy hiểm mà thôi. Hai Lớn chỉ cho bạn kiểm tra nè. Đây, xe 1.8V, bạn nhìn trên vô lăng, bạn thấy nè. Vô lăng bên phải có thêm cái nút LTA và cái nút điều chỉnh khoảng cách đối với hành trình chủ động. Trên đồng hồ nó cũng sẽ khác và bạn sử dụng cái phím bấm trên vô lăng bên trái để kiểm tra. Đây, đây có lên xuống, qua trái qua phải ha. Bạn chọn qua phải, bấm một cái vô ngay phần bánh răng ha. Bạn xuống cờ lốc nè, LTA là thấy có nè, BCS nè, có cái icon là hai xe đụng nhau nè, nó đang on nè, rõ ràng là xe mình có đúng không? Đó, điều kiện làm việc của BCS nó từ 10 đến 180 cây số giờ. Và các bạn không biết là cái ngưỡng của nó thật sự hai xe rất là gần với nhau. Đó là những giây phút mà mình thật sự mình lơ đễn thì nó mới kích hoạt cho xe tự phanh. Chứ không phải là cứ gần là phanh là gần là phanh. Cái này nó giống như túi khí vậy đó, không phải dễ nổ đâu các bạn, không phải dễ phanh đâu các bạn. Và đây, trên vô lăng bên phải, hình kim đồng hồ và hình cái xe là kiểm soát hành trình chủ động. Phím này phím vật lý, bạn bấm một cái là nó on lên màu xanh, bấm một cái là nó tắt. Bạn cần xài thì bạn mở lên, bạn không cần xài thì bạn tắt. Bạn muốn xài bạn phải mở và bạn đạp ga lên. Điều kiện làm việc nó là trên 30 cây số giờ. Bạn đạp ga lên dù 50, 100 gì đó bạn muốn, xong rồi bạn bấm set một cái thì nó giữ luôn cái tốc độ cho bạn. Chỉ có vậy thôi. Kế bên thì các bạn thấy nè, có cái phím LTA nè, cũng tương tự à, bấm tắt, bấm mở. Ok. Và đây là cái phím của đèn AHB tự động bật tắt đèn pha tự động, cũng tương tự, bấm cái tắt, bấm cái mở hết. Để chắc ăn hơn nữa, bây giờ chúng ta lái thử một vòng xem sao. Ôi, kìa, người ta đang đậu đèn đỏ kìa, giờ mình lủi thẳng vô coi nó phanh không nha. Hồi hộp quá. Camry đùng đít. Đó. Cảnh báo đó. Tít đó các bạn. Nó có làm việc đó các bạn, nhưng thực sự cái xe nó dừng á là do Hai Lớn rà phanh. Thực tế là Hai Lớn nghe tít 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 mừng gần chết để cho các bạn thấy, và Hai Lớn phải rà phanh và xe dừng là nhờ Hai Lớn phanh, chứ còn mình cũng không đủ can đảm mà để cho nó tự phanh thử cho các bạn coi làm sao. Và đây cũng là một cái tâm lý của những khách hàng khác ha. Khi các bạn thử, các bạn là người cố tình thử mà mình lái xe rồi thì không có ai dám, hiếm có ai dám để cho cái xe nó gần đến mức như vậy. Điều đó Hai Lớn muốn nói với mọi người rằng cái xe của mình đã có tính năng BCS và mình đã kiểm tra nó đã on lên rồi thì các bạn an tâm, và Toyota đã tính toán rất kỹ. Toyota cũng khuyến cáo khách hàng không nên tự thử tính năng này. Thế tại sao các khách hàng kia ảnh vẫn bảo bị lừa anh? Bởi vì em thử hoài mà nó không thấy. Tại vì đơn giản là nó khó xảy ra à, người ta xét cái điều kiện làm việc của nó chỉ xảy ra trong những cái thời khắc gần như là còn nửa giây, thậm chí nhỏ hơn nửa giây nữa trước khi xảy ra tai nạn. Và các bạn nghĩ ngược lại coi, nếu như mà xét cái điều kiện làm việc nó quá dễ dàng xảy ra, hở chút xíu là phanh, hở xíu là phanh, thì mình lái xe mình sẽ rất là bất tiện, mình sẽ có thể là gây cho mình cái sự bất tiện và rất là dễ giật mình, đúng không các bạn? Thứ hai nữa là hở chút phanh, ở ngoài sao người ta chạy, người ta đâu có biết mình phanh lúc nào, mà phanh bất ngờ kiểu đó người ta đung đít mình sao. Và một trường hợp nữa, có khách hàng mới lấy xe về, lùi tới lùi lui ra vào cái ra và muốn đậu cho nó sát chắc tường, chạy hạ trớn nhẹ nhẹ nhẹ, rồi canh không chính xác làm cái bùng, đụng cái đầu, đem vô sửa, làm bảo hiểm. Xong rồi sẵn khách hàng hỏi, ủa sao cái này nó không tự phanh anh Thái?
Các bạn hiểu lý do không? Nãy Thái Lớn có nói rồi đó, nó chỉ làm việc từ 10 cây số giờ cho đến 180 cây số giờ thôi. Còn trong nhà mình chạy rề rề là tốc độ đó chừng 5 cây số giờ à. Mình không phanh thì thôi chứ thì nó cứ đụng thôi chứ làm sao giờ. Đó, các bạn thấy rồi đó, tính năng kiểm soát lệch làn mà có bật lên, đồng hồ báo bạn chạy trên 50 là vừa chớm cán lai là nó báo vậy đó. Thì từ đó mình biết thì mình sẽ đánh lái, mình lấy lái lại, nó rất là an toàn ha. Tính năng này thì nó là tính năng cảnh báo và hỗ trợ giữ làn luôn. Trong một số trường hợp là bạn cho nó làm việc, nó sẽ quan sát được hai cái lai đường hai bên xe, và nó giữ cái xe bạn làm nằm chạy luôn luôn nằm ở giữa. Ví dụ lệch qua một miếng bên trái thì nó đánh một miếng qua bên phải, lệch sát qua bên phải đánh một miếng lấy về giữa hai làn đường. Tuy nhiên á, là trong những cái cung đường cua gắt thì nó không đảm bảo nó làm việc chuẩn được đối với tính năng giữ làn này. Và cái thứ ba là kiểm soát hành trình chủ động, tất cả nằm đây các bạn. Cái này thì nó có nút riêng giống như kiểm soát làn đường, bạn cần xài bạn phải bấm nó lên, bấm cái ngay cái biểu tượng nó đây, chiếc xe và cái đồng hồ, và nó có cái hình đèn màu xanh y chang vậy. Như vậy là khi nào mình cần xài mình bấm nó lên ha. Chứ không phải là nó tự động on sẵn. Và bạn chạy nó làm việc từ 30 cây số giờ trở lên, xe thấy đang chạy khoảng 5 mấy nè, bấm set cái nè, bấm cái rồi buông ra. Đó, nó cứ 58 hoài. Đó, 58 nó chạy hoài. Xem tới đây rồi, không biết còn bạn nào nghĩ là mình mua xe nhưng mà bị lừa hoặc là bị giao lộn không? Thì chỉ cần các bạn nhìn phần đầu xe và mâm xe của chiếc 1.8G, 1.8V bên đây là bạn thấy nó đã khác nhau một trời một vực rồi, đúng không ạ? Dễ gì mà giao lộn như các bạn được. Và chốt lại, tính năng tự phanh nó rất là hiếm khi xảy ra. Nó chỉ làm việc khi mà nó tại cái thời điểm nó tiệm cận với lại tai nạn. Nên các bạn ít gặp. Và để chắc ăn hơn, các bạn muốn kiểm tra thì các bạn nhớ nhé, cái phím cộng trừ ở trên vô lăng bên trái. Và các bạn quan sát vô phần cài đặt của màn hình đa thông tin bên góc bên phải trong đồng hồ tắp lô. Còn các tính năng còn lại như là DRCC, AHB hay là LTA kiểm soát lệch làn đường thì đã có phím trên vô lăng và cái phím vật lý, các bạn bật tắt một cách dễ dàng như những cái tính năng khác. Cuối cùng là điều kiện làm việc của các tính năng này. Đối với tự phanh thì làm việc từ 10 đến 180 cây số giờ. Đối với DRCC, tính năng kiểm soát hành trình chủ động, thì từ 30 cây số giờ trở lên. Đối với đèn AHB thì từ 40 cây số giờ trở lên, và đối với kiểm soát lệch làn đường từ 50 cây số giờ trở lên. Không biết các bạn còn thắc mắc gì nữa không liên quan tới an toàn Toyota trên xe Road. Các bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình. Thái Lớn cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.